Rồi Vũ, mến chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở bên xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Hồi nãy mình quay chiếc 825 chở cái cắt cái dằn này ha. Bây giờ là chiếc này là chiếc 892 nha các bạn. Thì hai cái vàng này á, là nó kích cỡ nó y nhau nha các bạn. Cái vàng này thì hồi nãy mình có quay clip trước cho các bạn xem rồi, thì chặt cái này là tùy theo đất nha các bạn, tùy theo đất mà mình chỉnh cái lưỡi mà nó chặt là cao thấp nha, tùy theo chỉnh chặt cao thấp nha các bạn. Như này em thấy ok các bạn, tùy theo đất nha, chứ mình không có nói được nha. Mình theo ý mình là muốn chặt sát muốn chặt lên rễ cũng được nữa, còn mình chỉnh theo ý của mình mà. Mọi thứ là thấy cái dàn này mình chỉnh bằng khí lực thôi nha các bạn. Giác cái giác chưa nắng là nó khô dễ chặt không? Chưa nhách hả? Dạ. Mình là làm 11 dầm nghỉ hả chú? Ở đây mình chặt được mấy ngày rồi? 3 ngày chặt ra. À đó, từ bữa 25 tới nay phải không? Dạ. Chú ở bên Tây Ninh qua luôn hả? Chú Tây Ninh qua luôn hả? Dạ. Là chú phóng đàn đông của Mãi đó. Dạ. Mãi bay phải không? Mãi nào chú? Mãi bay phải không? Mãi bay hả? Nghe quen quá mà. Đa số công bên anh em bên Tây Ninh qua không nha các bạn. Đây mía nè, ở bên Tây Ninh qua mướn đất trồng á. Kiểu này là mình nhìn giống như cái dàn chặt mà thu hoạch bắp các bạn. Thu hoạch bắp mà trên mạng mình hay thấy đó. Này nó cũng như vậy các bạn, thu hoạch bắp thu hoạch mía là cũng như vậy thôi. Này chặt lấy cây cây mà.
vàng này thì mấy cây dao với mà nó cuốn cây mía lên để mà nó sắp xuống đó các bạn, thì nó nằm thức phía bên kia hết rồi, thì mình không có thấy rõ đâu nha các bạn. Nãy có chiếc trước thì mình thấy quay rõ rõ chút xíu, còn chiếc này thì nó bên đây nó bị khúc nhiều nè, mía nhiều nè, mình không có đứng phía bên kia quay qua cho các bạn xem được. Thì cái trưa nay mà anh em mà ta nghỉ trưa mình ăn cơm á, thì mình sẽ quay cái chi tiết chút xíu về cái máy này cho các bạn xem nha. Ủa cái vàng này nghe nói là mua 350 triệu hả anh? Nghe nói thôi, cũng nghe nói vậy thôi chứ cũng chưa biết. Dạ. Cái này mình biết là nhập ở đâu không nè? Thái Lan. À, Thái Lan hả? Thái Lan. Vàng này của Thái Lan hả các bạn? Toàn sử dụng toàn thi lực không à? Không chạy nghe, chỗ ta ăn cơm à. Gì? Nấp ra ăn cơm hả? Chạy giáp rượu, chặt ông á. Nguy hiểm quá. Đây. Đó, yeah. À, cái này chỉ là dùng cái thi lực để mình mở ra để mà mình hạ bên mía xuống thôi. Quan trọng cái lưỡi chặt với cái đầu cuốn bên đây nè. Hôm 10 giờ ăn cơm sớm nha anh. Đói hả? Cái lưỡi chặt nó thì y chang như của cái thằng máy thu hoạch ha. Nó sát hay khó quay. Thì cái độ này tùy theo cái độ mình chỉnh hết rồi. Tùy theo cái độ mình chỉnh. Ủa, dao bén ghê luôn hả? Thì theo cái độ mình chỉnh mình hạ cái bánh xe mình xuống ha. Bánh xe mình xuống thì nó đi sát xuống. Thục. Có đâu hạ nè. Đây nè, có tem của Thái Lan nè ha. Có hình con voi luôn. Con voi là biết của mấy anh đó. Còn Việt Nam là hình con voi. Ở đây nó có hai cái thanh sắt hai bên ha, để mà nó giặt mía ha các bạn. Còn những cái này thấy quen thuộc nè, những cái này là mình thấy cái trang như là cái ấy của vỏ xe mình vậy đó. Này là nó cái này chỉ để mà nó xây để cái bên đây nè, chủ yếu bên đây ha. Nó cuốn những mía giữa này nó cuốn mía lên ha, nó chập lại nè hai cái này nó khi mà nó chạy vô á, chạy vô chập vô này các bạn, nó hiếp lại ha, nó hiếp lại thì cái mía nó sẽ nằm trong đây, mía nằm trong đây ha, chạy lên đây nè, nó chạy lên cái này, hai cái nó chập lại vậy nè, ép lại hai cái nó ép lại, ép cái mía nó rút cái mía lên trên ha, lên trên xong là đưa cái mía cho nó nằm xuống dưới đó, cũng đơn giản ha các bạn, cũng đơn giản, nhưng mà nghe nói 350 triệu ghê không. Nó chỉ có thị lực. Nó từ cái từ đuôi chuột ha, từ đuôi chuột mình truyền ra thôi. Từ đuôi chuột truyền ra chỗ cái bộ phận bên cái hộp số bên đó. Và cái hộp số bên đó nó truyền qua bên đây, chủ yếu là nó truyền qua chủ yếu là có cái dao không á, chặt cái dao không á. Còn mọi cái khác là sử dụng thị lực. Nãy giờ mới 10 giờ là mang ăn cơm rồi nè. Vậy là mình làm suốt đâu nghỉ trưa đó anh? Chút xíu à, nghe chưa coi chút xíu hả? Tại tranh thủ chặt đủ lượng mía xe chở đi chứ. À. Mình là chở về bản là cũng mấy chiếc bốn chân chống chở không à, chứ đâu mấy cài đâu đi phải không? Đúng rồi, cũng như vậy. À. Thì ở đây là nó có cái bình nè. Cái bình này là bình chứa nhớt, chắc chứa nhớt hay mà, chứa nhớt để dành bơm cho thể lực ha. Bình nhớt bơm cho thể lực. Ở trong đây thì thì mình thấy nó cũng đơn giản các bạn, nó có thùng phức gì đó, nó cũng đơn giản trong đây. Nhìn nó có cái bơm nó nằm trong nữa.
rộng á. Giờ muốn vô rồi chứ không có. Không đơn giản hết các bạn. Đây đuôi chuột chiền ra ha. Chiền ra vô đó. Nhông trong đó ha, nhông trong đó nó chiền qua bên cái dao chặt ha. Chỉ đơn giản vậy thôi nha các bạn. Rồi, coi sơ chiếc 892 cái kết thúc video nha các bạn. 892. 892 đời 2209. Đời 209 nha các bạn. Rồi sau video kết thúc đây nha các bạn. À, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Đó, hôm nay đầu vụ thì qua đây gặp cái máy này thì quay cho các bạn xem ha. Vài bữa mình gặp mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Rồi thôi, bye bye các bạn nha.